Quý vị đang xem chương trình Thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Bão số 3 đã đổ bộ vào lưu vực sông Dương Tử ở Quảng Đông. Kính thưa quý vị khán giả, hôm qua cơn bão số 9 năm nay Ma-on đã đổ bộ vào bờ biển Dien Bai, Quảng Đông, mang theo gió và mưa mạnh đến Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và những nơi khác. Theo dự báo khí tượng, trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây, Tây Hà Nam và các nơi khác. Hạn hán cục bộ và lũ lụt có thể chuyển mạnh. Dòng chính của sông Tarim ở Tân Cương đã vượt qua cảnh báo trong hơn 50 ngày và việc kiểm tra và phòng thủ đê điều đang phải chịu áp lực rất lớn. Nhiệt độ cao và hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục. Theo sự sắp xếp và triển khai của Wang Xianxi, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý Khẩn cấp, Tổng cục Quốc phòng và Cục Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức một hội nghị truyền hình đặc biệt về lũ lụt, kiểm soát, hạn chế hạn hán và bão lụt ngày hôm qua, nhấn mạnh yêu cầu thực hiện triệt để công tác kiểm soát lũ lụt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Trên tinh thần chỉ thị quan trọng về cứu trợ hạn hán và giảm nhẹ thiên tai, chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để làm tốt công tác phòng chống bão Ma-on, ngăn chặn lượng mưa lớn ở miền Tây Trung Quốc, kiểm tra các con đê trên sông Tarim ở Tân Cương và ứng phó với nhiệt độ cao và hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử. Zhou Shengwen, Tổng thư ký Tổng cục Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước chủ trì cuộc họp. Hiện tại, lực lượng phòng vệ quốc gia tiếp tục duy trì ứng phó khẩn cấp 4 cấp đối với công tác kiểm soát lũ lụt và bão tại 4 tỉnh bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Phúc Kiến. Duy trì ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt tại 3 tỉnh bao gồm Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc. Duy trì ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt ở An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, 10 tỉnh bao gồm Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Giang Tô, Quý Châu, Hà Nam, Thiểm Tây và 10 tỉnh khác đã ứng phó khẩn cấp 4 cấp với hạn hán, hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ các tỉnh có liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống lũ, lụt, hạn hán và bão lụt. Tính đến nay, các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam đã tổ chức đưa tổng số 111.600 tàu cá về cảng trú bão, 36.500 người khai thác xa bờ và người nuôi trồng thủy sản xa bờ đã vào bờ trú ẩn, hơn 420.000 người được chuyển từ khu vực nguy hiểm trên bờ. Nội Mông, Thiểm Tây, Sơn Tây, Thanh Hải và 4 tỉnh khác duy trì ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, tăng cường nhiệm vụ khẩn cấp và tham vấn và phán đoán, thực hiện cảnh báo sớm, phản ứng khẩn cấp và cảnh báo sớm và cơ chế liên kết ứng phó khẩn cấp trực tiếp với người có trách nhiệm ở cấp cơ sở, nỗ lực làm tốt công tác phòng chống thiên tai, địa chất núi lửa, lũ lụt các sông vừa và nhỏ, ngập úng đô thị, nông thôn và các công tác phòng chống thiên tai khác. Khu tự trị Tân Cương duy trì phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Tại lưu vực sông Tarim, tổng số hơn 280.000 nhân viên kiểm tra đê điều, 1.762 bộ máy móc thiết bị, hơn 529.000 bao diệt, hơn 3,524 triệu mét khối đất đá và 494 tuyến đê đã được tu bổ và củng cố các hiệu quả đảm bảo an toàn phòng chống lũ trên sông Tarim. Ba tỉnh bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây duy trì ứng phó khẩn cấp 3 cấp đối với hạn hán và 9 tỉnh bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy duy trì ứng phó khẩn cấp 4 cấp đối với hạn hán. Tất cả các địa phương đều tăng cường theo dõi, nghiên cứu, nhận định tình hình hạn hán và quản lý nguồn nước chống hạn, làm mọi cách để tăng cường nguồn nước cứu hạn, tăng cường sử dụng nước có kế hoạch, thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước, đảm bảo hiệu quả nước sinh hoạt của quần chúng nhân dân và nước tưới vụ thu. Tin tức mạng thời tiết Trung Quốc sáng hôm qua cũng cho biết cơn bão số 9 năm nay Ma-on đã đổ bộ vào bờ biển Dien Bai, Quảng Đông, mang theo bão mạnh đến phía tây Quảng Đông, đồng bằng sông Châu Giang và các khu vực khác. Tuy nhiên, do tốc độ di chuyển nhanh của cơn bão này, nó không ở lại Quảng Đông trong thời gian dài. Trong ngày hôm nay, ảnh hưởng của gió và mưa ở hầu hết các khu vực địa phương sẽ suy yếu đáng kể. Chỉ ở các khu vực phía tây Quảng Đông và sông Châu Giang, đồng bằng sẽ có một số đợt mưa lớn. Mọi người cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, chú ý đề phòng ảnh hưởng của mưa gió. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, khoảng 10 giờ 30 phút sáng hôm qua, bão số 9 năm nay Ma-on đã đổ bộ vào bờ biển Dien Bai, Quảng Đông kèm theo gió và mưa. Sau khi Ma-on vào bờ, qua quá trình tiến sâu vào nội địa, nó đã gây ra mưa lớn ở Quảng Đông. Tính đến 13 giờ 48 phút ngày hôm qua, Quảng Đông vẫn có 16 tín hiệu cảnh báo mưa bão, trong đó Suwen đã đưa ra cảnh báo mưa bão.
Không chỉ vậy, theo cư dân mạng, tại quận Sen San, Thâm Quyến còn xảy ra một trận lốc xoáy. Cục Khí tượng Thâm Quyến và Trung tâm Nghiên cứu Lốc xoáy Phật Sơn xác nhận rằng đặc điểm tiếng vọng hình móc câu siêu bão bắt đầu xuất hiện ở vùng biển gần San Gue Tapirgate lúc 12 giờ 12 phút, tính năng với vận tốc mức thấp nhất hiện lúc 18 giờ và tính năng với vận tốc mạnh biến mất lúc 12 giờ 36. Vì vậy, nó được xác định là một cột nước. Một trong những đặc điểm chính của bão Ma'on là nó di chuyển rất nhanh. Nó đã rời Quảng Đông vào đêm qua và di chuyển vào vùng biển phía bắc của vịnh Bắc Bebu, sau đó tiếp tục đi về phía tây. Nó lại đổ bộ vào bờ biển tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam vào khoảng 10 giờ tối hôm qua. Lúc 2 giờ sáng hôm nay, Ma'on đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam và tâm của nó vẫn nằm ở tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam lúc 5 giờ sáng nay. Dự báo trong ngày hôm nay, gió và mưa ở hầu hết các nơi ở Quảng Đông sẽ suy yếu đáng kể, có mưa rào và dông cục bộ tại các thành phố và quận phía tây Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang, có thể có dông và mưa to cục bộ ở các thành phố và quận còn lại. Về thành phố Quảng Châu, nhiều mây vào ban ngày, có dông và mưa to cục bộ, trời nhiều mây vào ban đêm, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm tương đối từ 75 đến 95% và có gió đông nam nhẹ đến trung bình. Thâm Quyến hôm nay nhiều mây, có mưa rào sấm sét, nhiệt độ 26 độ C đến 37 độ C, gió đông nam cấp 3, vùng ven biển, vùng cao và vùng biển có gió giật mạnh từ cấp 6 đến cấp 7 và độ ẩm tương đối là 75 đến 95%. Trong 2 ngày tới, hầu hết Quảng Đông sẽ nhiều mây và nhiệt độ tăng trở lại. Cục khí tượng nhắc nhở rằng hôm nay mưa ở phía tây Quảng Đông và khu vực đồng bằng sông Châu Giang vẫn còn tương đối rõ rệt và sẽ có mưa lớn ở khu vực địa phương, lở đất và các thảm họa khác có thể xảy ra do mưa lớn. Chú ý phòng chống mưa gió và an toàn giao thông khi ra ngoài. 10 giờ 30 phút ngày hôm qua, bão số 9 năm nay Ma'on đã đổ bộ vào bờ biển Dien Bai, Quảng Đông. Đây là hệ thống nhiệt đới thứ tư đổ bộ vào Quảng Đông trong năm nay sau bão Cha Ba, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông và cơn bão Hoa Mộc Lan. Chịu ảnh hưởng của Ma'on sẽ có gió và mưa rõ ràng ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam và các nơi khác. Trong ngày hôm nay, ngập úng thành thị và nông thôn. 4 tỉnh và khu vực bao gồm ven biển Quảng Đông, Quảng Đông và Quảng Tây đã hứng chịu gió lớn và mưa lớn. Lượng mưa lớn do bão Ma'on mang lại sẽ chủ yếu xuất hiện ở bán đảo Lôi Châu ở Quảng Đông, phần phía bắc của đảo Hải Nam và bờ biển phía nam của Quảng Tây. Ví dụ, lượng mưa cục bộ ở phần phía bắc của đảo Hải Nam có thể lên tới 250-300mm. Cần chú ý hơn đến việc phòng ngừa lượng mưa lớn ở những khu vực này sẽ gây ra ngập úng và lũ lụt. Khu vực ven biển Quảng Đông nằm giữa áp cao cận nhiệt đới và bão Gadian, khí áp lớn cộng với ảnh hưởng của gió ven biển nên gió tương đối mạnh. Do tốc độ di chuyển nhanh của Ma'on, lượng mưa lớn sẽ không ở lại một nơi quá lâu. Điều này sẽ rút ngắn thời gian ảnh hưởng của bão. Ma'on chủ yếu ảnh hưởng đến miền Nam Trung Quốc vào ngày hôm qua và sẽ chuyển đến Vân Nam vào ngày hôm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ hôm nay đến 2 ngày tiếp theo, ở Trung và Nam Quảng Đông, Trung và Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam, Nam Vân Nam có mưa to đến rất to, từ 250-300mm. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng lượng mưa trong thời gian ngắn cục bộ sẽ tương đối mạnh và các con sông vừa và nhỏ như Phan Trên Gang và Quyên Giang trên lưu vực sông Pearl có thể vượt qua mức cảnh báo. Cần đề phòng các thảm họa thứ cấp như ngập úng ở thành thị và nông thôn. Ngoài lượng mưa lớn, Ma'on cũng sẽ mang lại một chút mát mẻ. Bị ảnh hưởng bởi bão và mưa, thời tiết nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc sẽ giảm bớt ở một mức độ nào đó. Ví dụ như Quảng Châu và Nam Ninh sẽ giảm từ nhiệt độ cao trên 35 độ C trong 2 ngày trước xuống còn khoảng 30 độ C. Ngoài ra, về gió mạnh, trong những ngày tới, khu vực Trung và Bắc Biển Đông, eo biển Basi, Nam eo biển Đài Loan, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển gần quần đảo Tây Sa, vùng biển gần quần đảo Trung Sa, vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, vùng biển Quảng Đông, vùng biển Quảng Tây, Hải Nam, ven biển đảo này sẽ có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, gió giật mạnh cấp 10 đến 12 và gió giật mạnh từ 13 đến 14 độ ở các vùng biển lân cận hoặc các khu vực có tâm bão Ma'on đi qua. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng hơn 10 cơn bão đã được tạo trên Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, trong đó 3 cơn bão Cha Ba, Mulan và Ma'on đã đổ bộ vào Trung Quốc.
và tất cả chúng đều đã cập bến Quảng Đông. Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng đã đổ bộ vào Quảng Đông trong năm nay. Từ thống kê lịch sử của Đài quan sát khí tượng Trung ương, các cơn bão mùa hè đã đổ bộ vào Quảng Đông thường xuyên nhất. Từ năm 1949 đến năm 2021, có tổng cộng 122 cơn bão đổ bộ vào Quảng Đông. Theo quan điểm của các địa điểm đổ bộ, bão đã đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông từ Đông sang Tây. Nói chung, bờ biển phía Tây sẽ bị bão hơn bờ biển phía Đông, đặc biệt là bán đảo Lôi Châu. Trong số đó, bão mùa hè nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào 3 thành phố cấp tỉnh hàng đầu ở Quảng Đông, đó là thành phố Trạm Giang 36, thành phố Dương Giang 22 và thành phố Sơn Vĩ 13. Ngoài ra, về gió mạnh, từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới, khu vực Trung và Bắc Biển Đông, eo biển Baxi, nam eo biển Đài Loan, vịnh Bắc Bộ, vùng biển quần đảo Tây Sa, vùng biển gần quần đảo Trung Sa, vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan, vùng biển Quảng Đông, vùng biển Quảng Tây, Hải Nam. Ven biển này sẽ có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, gió giật mạnh cấp 10 đến 12 và gió giật mạnh từ 13 đến 14 độ ở các vùng biển lân cận hoặc các khu vực có tâm bão đi qua. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.